Đây, dọc cái ghìa này này, chú thấy chim mới này, ở đây cái này này, đấy, dọc cái ghìa này là chim nó ở này, ở được vài tháng rồi này, đấy, phân ăn tươi này, đấy, phân ăn tươi, dọc cái ghìa này, phân ăn tươi này, đấy, chú thấy không? Những cái này là không còn, còn đấy, dọc cái ghìa này, phân ăn tươi này, đấy, chim phân được vài, chú đấy này, dọc ghìa này này, đánh ra cái phân ở dưới trước, đánh trước, đánh cái tỏi này trước trước. Đậm tỏi này, cái tỏi này rớt này. Rồi rớt đầy ra. Nó khô như rồi này. Đấy, đặt cái gì này, này. Đây, đặt cái gì này, chỉ mới này. Đấy ra cái này, cái này yến này là được rồi. Không phải năm tăng cái gì gì nữa. Có đến sẽ được bao khỏe ở chỗ này là đấy chim nó đã cái chỗ tăng nó phải đậu ở đây này, nó đậu ở đây rồi nhưng mà chưa nằm tổ này à. Chỗ này tổ là chú lấy được cháu này, chỗ này là chim nó đậu này, nó dính nông ở đây, chú thấy không, chú thấy dính nông đây này là sẽ làm cho nó cơm mất. Còn tổ cũ này không, nhà này cho đánh giá là được rồi chú ơi. Cái này làm tổ lên trên hộp cơm này, thấy không? Be lên hộp cơm này. Rồi. Cái tổ này chú lấy hết rồi này. Rồi chú lấy hết rồi này. Đấy, tổ mới này, cái này quẹt nhành ở đây này, thấy không? Cái này tổ mới này, 3, 4 này, cái này quẹt nhanh. Đây đây chú nhìn thấy cái đấy là tổ này. Đấy, cháu không, chỗ này là cháu đang đánh giá cái quẹt nó nằm quẹt ở đây này. Nhưng mà thôi, cháu phải đánh dấu cho xem là tỉ lệ nó đậu ở dưới này, nó có phân ở dưới này và nó quẹt trên đó là đạt, là đạt. Là thời gian nữa là nó sẽ tổ, còn cái tổ này nó lên mới hết này như này. Đây này, đây này chú nhìn thấy này, nhìn thấy cháu thấy chưa? Đây nó cơ đấy, tổ mới đây, đấy tổ mới đấy. Đây chỗ này nó quẹt nhành như này, nó cũng một tháng nữa cho nên là cái tổ này lên tổ này. Đánh giá một cái nhà yến này là tương đối là tốt rồi nha. Đấy, chú nhìn lên thực tế ngay cái ô này thôi, chú thấy có tổ này, có quẹt này. Đấy, nó có quẹt này. Quẹt đây này, có tổ đây này, có quẹt đây này. Có quẹt ở đây này. Đấy. Đây chú thấy là nhìn này, cháu chỉ cho chú nhìn này. Nó nhành như đấy. Nó nhành như đấy. Đây này, chỉ cái là cái chú dễ nhìn đấy. Đấy, cái lông đây này. Chú nhìn thấy hộp cơm không? Cái hộp cơm đấy. À, cái hộp cơm mà nó sùi sùi lên đấy, có mấy cái lông yến đầu đặt ở đầu chỗ đó đó. Đấy, chỗ đó đó nó sẽ nằm tổ trên đó. Còn chỗ này cũng vậy này, nó có hộp cơm ấy mà nó khoét đậu chỗ đó đấy. Còn có cái quẹt nào rõ đây này, chỗ này này chú nhìn thấy nó nhành thấy không, trong thấy không, đấy nhìn thế này. Chú mắt chú kém, còn cái tổ này lên quá rõ, cái tổ này chú nhìn quá rõ rồi này, chú này cái tổ này. Đấy này, cái này cụ thể như cái tổ này đây. Ở trong đây là một tổ này. Và chỗ này một quẹt nữa này, thấy không? Đang lên một ngón tay kìa. Đấy. Đấy cho đấy là đây này, cái này tổ này. Trong cái này là cái quẹt này. Thấy chưa? Đây, cái này cái tổ lên hẳn to này. Đấy. Đấy, những cái nào lên tổ là thì chú nhìn rõ, mắt chú nó lớn tuổi đôi khi hơi kém tí chỗ này một quẹt. Cái tỏ này còn ra lên nó đông, của cái kia nó còn rách cái hộp cơm này, thấy không? Đây, chỗ này là cái tỏ đang lên một ngón tay này, chỗ này cái tỏ lên một ngón tay cái này. Đây, thấy không? Đây, đấy, đánh giá cái chim nó phải đánh giá như thế. Đấy, có hai cái này. Còn ở cái phân này thì chân là ok rồi, phân với việc. Cái này chú không phải canh là sao, thường để thêm địch nó phá thôi. Đây cái tổ mới này, tròn chỉnh này, đẹp. Đây là cái tổ mới này, tròn chỉnh này, thấy. Đấy. Đây còn đây cái tổ này, nó làm như thế này, chú làm lên cái quẹt, nó làm quẹt lên là một ngón tay này, chú nhìn này, mắt chú nhìn là mình rõ. Đây rõ rồi. Đấy, cái đấy chú nhìn rõ. Đây tổ ơi. Còn một cháu thì một cháu phải đánh giá cái chân của nó đậu ở đó và cái đậu của nó. Đây chỗ này nó có cái quẹt bự này. Nhành nhọt đây, đấy, gần biển nó ăn. Chú không nhìn thấy đâu, chỗ này nó tổ này. Chỗ này nó tổ luôn này.
đây chỗ này có tổ nó rõ nét nhất này, đấy, chỗ này có tổ nó rõ nét nhất này, này tổ rõ nét này, các bạn phải suy nghĩ. Đó, đây là điệp ngủ lên là ấm áp này là ok rồi. Nói chung này không có xuất sắc thôi, chứ là xuất sắc thì nó phải nhiều lắm. Đây, như kia này có xuất sắc. Cháu lên đổi đi. Dạ dạ. Cháu lên đổi đi. Trên này còn tốt hơn dưới nhiều với chú. Trên này cái mùi chim đặc trưng hơn này, thấy không? Trắng tinh thế này này. Đây. Đặc trưng hơn, mùi thơm hơn rất nhiều đó thằng trên. Đây. Thì nó phải ở nó mới nằm tổ được, không được. Làm tổ ngay, 6 tháng mới nằm tổ. Những con chim vào đầu tiên thì chú 6 tháng mới nằm tổ. Chứ không phải làm vào tổ ngay này, tổ này. Đấy. Làm tổ ngay được thì nó nói làm gì nữa. Bởi vậy một năm chúng cháu mới làm có vài chục tổ. Đây, tổ đây, chị tổ mới này, tổ mới này, chỗ kia là tổ cũ rồi. Này, tổ này là chú thấy rõ hơn này, nó làm quẹt quẹt đây này. Rồi, tổ mới này. Rồi, nếu mà cái mùi sinh cảnh như thế này và cái phân như thế này là tổ mới này. Là được rồi. Đây, tổ mới đang làm này, đang làm ở cái thanh thanh như này, đây, tổ mới cứng này, đây, tổ mới này, tổ mới cứng này, thấy không? Đây, tổ này, thấy có tổ, đây, ừ, đấy, đây, tổ, đây, tổ này, đây, đây, tổ đây, đây, đây là cái tổ mới này, chú thấy nó làm ở ngay góc này, được chưa? Nó lên tổ tương đối là đều rồi, không nhiều hơn khó lắm, đây, tổ này. Đấy, phần trắng phân nó như thế này, dọc cái bờ tường này là phân nó như thế này này, là nó vào là đều, năm nay nó vào là đều chim rồi đấy. Đấy, phần này tương đối là đều chim rồi. Tổ này à, hôm nay vào đang làm nhành một chỗ này đấy, là sau cho lên cái tổ này lên hết rồi. Đây là đang làm nhành nhọn đây này, tổ mới này, làm tổ rồi này. Đây là làm tổ nên đông cơm đây này, làm tổ này. Cái chim nó phải đây, tổ mới này, chỗ đây này. Cái cá thể chim mà nó ở như thế này là cháu đánh giá là tương đối là được rồi, để phát triển từ từ thôi. Tổ mới này, đây chúng ta trắng tinh này, tổ mới này, à, tổ mới này, tổ mới này. Tổ mới này, tổ mới này, tổ mới này, đây, tổ bự nữa này, đây. Đây, chỗ này nó đang đám nạ, đang làm này. Đây, tổ bự luôn này, đây, tổ này nè. Tổ mà tổ này đang chim đang ở ấp này, chim con này, rồi này bịt cho thấy bịt hết ống trên này. Bây giờ cháu hết xem được bao nhiêu tuổi chứ làm này đây. Hàng năm cháu đến một hai lần thì cái đó ổn đấy, cháu đến cháu được kiểm tra chứ cháu không có làm được cái gì. Bây giờ cháu bỏ cháu làm cái gì cháu không thể làm được, về chim nó phát triển thế này thì... cháu đánh giá cái này tốt thôi, cháu bây giờ cháu không có tính thế nào, bây giờ cháu cứ hợp đồng cháu làm thôi, đúng thời gian đủ tổ cho đến cháu tính cháu đấy đi chứ còn cháu đang nhà Yến này đang phát triển, nó đang phát triển cháu không thể đúng hết hợp đồng, cháu đếm cháu kiểm tra này, cháu quay phim lại, cháu giữ làm kỷ niệm thôi. Cháu đang làm thì chúng là chú ảnh chú đếm cháu không có thời gian đấy.